Liên quan đến đơn kêu cứu của cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt Foods về việc 2,2 tấn xúc xích của doanh nghiệp này bị Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội thu giữ do nghi chứa chất gây ung thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan xem xét và làm rõ thông tin. Trước đó, ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt Food về việc đội quản lý thị trường số 14 Hà Nội kiểm tra, tạm giữ và thông tin cho các cơ quan báo chí sản phẩm xúc xích mang nhãn hiệu Việt Food chứa chất cấm gây ung thư, gây tổn hại đến thương hiệu và thiệt hại cho nhà sản xuất. Ngay sau khi nhận được đơn kêu cứu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công Thương chủ trì cùng với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết nội dung phản ánh của Vietfood. Trước đó, vào cuối tháng 4 năm 2016, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra lấy 4 mẫu xúc xích mang thương hiệu Vietfood mang đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia. Kết quả cho thấy là 4 mẫu xúc xích này đều chứa chất sodium nitrat. Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho rằng, theo thông tư 27 của Bộ Y tế, thì chất sodium nitrat E251 chỉ được dùng trong format tươi, vì thế đã niêm phong và đình chỉ lưu hành số xúc xích nêu trên. Trong khi đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế lại khẳng định xúc xích chứa E251 an toàn, hàm lượng chất này có trong xúc xích Việt Food rất nhỏ so với nhiều nước trên thế giới.